Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wee. Bây giờ mình ở bếp nhé. Hôm nay thử nấu ăn một món ăn đặc biệt. Khoảng 2 tuần trước mình đã đi du lịch ở Cần Thơ nè. Khi đó mới biết một món ăn đặc biệt Việt Nam tên là pizza hủ tiếu nè. Mọi người biết không? Nên mình mua cái này hủ tiếu nè. Nhưng cái này là không phải hủ tiếu màu trắng nè, là hủ tiếu lá cóm nè. Cho nên là hơi được không? Hơi màu tím nha. Khi đi chậm qua thành thì có cái và một nhân viên nấu ăn pizza phú thiếu nha. Nên mình cũng muốn thử nấu ăn pizza phú thiếu nha. Mình nghĩ cách nấu ăn pizza phú thiếu là rất dễ, đơn giản, chỉ chiên thôi nha. Và thật là khi đó một nhân viên đó sử dụng về sốt ớt nha, nhưng mình không thích cay và không có sốt ớt nên hôm nay sử dụng nè và chỉ chiên thôi thì không có vị nên sẽ sử dụng phô mai nha. Hôm nay xin sư kê sẽ đến nhà của mình nha, nên lần này cũng xin sư kê ăn thử pizza phú thiếu nha. Và chào. Có thể 1 phút 2 phút thì xong rồi. Hiện nay mình sử dụng dầu ăn cao cấp này, như này, cái này. Chờ xíu. Thì được không à? Không phải là màu trắng nữa. Không có vị. Khi thấy một nhân viên nấu ăn pizza phú thiếu không phải là bỏ một lần, nhiều lần. Một, hai, ba. Ok, nóng rồi nhá. Cho nên là bây giờ bắt đầu là mà chưa chín á, tại vì là pizza hủ tiếu là màu nâu à. Cái này là màu trắng nè, cho nên là chưa à, không biết luôn. Thay đổi màu nâu thì không có ý nghĩa là cái này là hủ tiếu lá cóm nhé. Là màu tím nè. Wow. Bánh pizza phở thiếu à. Có vẻ ngon nè. Nhưng mà bây giờ là chưa có vị nha. Thơm. Theo khá là vị mới thiếu chăn là ngon nè. Mình cái này là original của Kazu nè. Pizza là có phô mai nè. Giống như là bánh cầu nè. Cuối cùng sử dụng tương cà. Rồi hơi hồng đẹp nha. Nhưng mà cái này là thơm nha, thơm. Hôm
hôm nay cũng nấu ăn nè. Ồ, có thể nhiều người Việt Nam cũng không biết nè. Ê, tại vì là trước khi đi du lịch ở Cần Thơ thì mình mới biết có món ăn như thế này. Hôm nay thử nấu ăn rồi nè. Xin mời. Cái gì? Ê, tên là pizza phú tiểu nè. Pizza phú tiểu? Ừ. Shinsuke thích là phú tiểu đúng không? Yeah, Shinsuke thích nhất là phú tiểu. Ồ. Cái này là không phải là phú tiểu bình thường đó. Mình quen việc mua hành lá nên không có màu xanh, hơi hơi không đẹp nữa. Nhưng chắc chắn ngon nè. Chắc chắn ngon hả? Lần đầu tiên trải hủ tiếu này. Hủ tiếu này, bí phu này. Ông, ăn đông giảm nè. Chị thô. Có vị hả? Vị này là cái chấp. Chỉ tải sốt tương cà. Cái này không có vị. Vốn dĩ là hủ tiếu là không có. Mà có vị nhầm chút xíu à. À, hơi hơi có muối. À, muối kia chan à. Ừ. Nhưng tại sao ăn điểm đó là đây là điểm quan trọng của pizza hủ tiếu này à. Cái này là khi ăn pizza như thế này. Yeah, đúng rồi. Tại vì là khi ăn pizza thì không sử dụng đũa nha. Yeah, đúng rồi. Là xin sử dụng ăn bàn tay như thế này nha. Yeah. Nghe tốt nha. Hơi hơi ngon. Không phải pizza. Vì bên này giống như chips khoai tây nè. Em bé rất rất thích món này. Nhưng mà người lớn muốn gia vị nữa. Gia vị sao? Chắc chắn giống như pizza nè. Khi ăn pizza thì có việc như thế này nhé. Không phải. Lối sống nè. Đặc sản Cần Thơ đúng không? Ừ, có thể. Chỗ Cần Thơ là có quà tặng pizza phú tiểu này như thế này. Không nhỏ, dạ, bao nhiêu hơi hơi mắc á. Nên mình nghĩ là từ nấu ăn thì rẻ hơn nè. Và kết quả là ngon, ok. Shinsuke muốn đồ ăn khác nữa. Mình cũng nghĩ xích nha. Hẳn là tí ngon hơn. Bánh chân nướng là rất là ngon. À, bánh chân nướng là giống như là bánh chân nướng hả? Dạ, nên muốn đồ ăn nhiều này. Cho nên là cái này là Shinsuke nghĩ bao nhiêu tiền? Chi phí này là 10.000. Cho nên là thành công nè. Có thể là cái nguyên liệu là yếu nha, 10.000 nha. Thơm cà này là của KFC nè. Cho nên là miễn phí nha. Phô mai là hơi hơi mắc nha. Mình sử dụng 2 cây nha. Nếu thêm, muốn thêm thì có phô mai này nè. Ok, không sao nè. Ok, mình yên. Yeah, cảm ơn. Nếu mọi người muốn ăn cái này thì hãy nấu ăn nha. Nếu thích video này thì hãy share, like, subscribe nha. Bye bye.